đầu tiên là chúng tôi chạy quay được quả tiếp theo nào, quả cuối cùng chạy thật nhanh nào, chạy thật nhanh nào. Rồi bên các bạn sẽ cầu hô nữa nào, cầu hô, cầu hô. Đi ra ngoài vẫn phải che. Bạn cuối em tập lái ô tô 2. Bạn em tập lái ô đi bò. Sau này em lớn em lái xe đón cô. 1 2 3 cuối. Chào 2 3 cuối. Em tập lái ô tô 2. Bạn các ông mất thời là mấy cái ăn, 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 m
Cố lên nào Viên ơi. Chị ơi, bỏ tay ra, nhẹ bằng chân thôi. Đây là siêu nhân gì nhỉ? Pin number đỏ. Đây là người nhện. Người nhện đấy, thấy bám không? Người ta bám trên tường đấy. Đấy, người ta bay đấy. Con muốn xem video của người nhện không? Đó. Thế con cứ tôi đi xong tí là bố cho xem video của người nhện nhá. Con đang tô cái gì đấy? Tô phần gì đấy? Tôi mặt tay. À, tôi vào tay của người nhện à. Mình nhện bay bay. À, bay bay à. Thế con có thích con nhện không? Không. Thích cũng như nhện luôn. Có biết con nhện như thế nào không?
nhện nó bay á, nhện nó đi nó trên tường cơ mà. Thì ở lớp cô cho min tôn màu nhiều không? Đó. À. À hôm trước bố thấy làm kem đá à? Làm kem đá ăn luôn à? Ừ. Ăn có vị gì không? Có đẹp quá. Ừ, tô đẹp quá nhỉ. Tô nhiều thì có tô được không? Đây. Ừ, đúng rồi. Không đến tuột. Hay tô hình nhỏ thôi. Bấm đi, bấm cho nó quay nào. Ui giỏi nha. Ôi dạ. Mang ra đây, nó kẹt rồi, nó bị kẹt rồi. Quay ngược đầu rồi, con phải quay ngược đầu lại. Quay. Giữ, bấm giữ. Đấy. Kìa. Đi nào. Mà bé khác đi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.